Tấn tròn vô đây. Không có trang điểm gì hết. Tròn ghê quá. Ờ thì nãy giờ đi gấp. Tấn tròn vô. Chưa gấp quá trang điểm. Có cái son chống túi con nè. Cái son đem theo nè luôn nữa nè. Chết cha không có miếng nào. Trời không có miếng nào đem theo mà dục ở ở đằng cái bóp kia rồi. Tấn tròn giùm. Để gì bài nữa. Thôi chứ bài chi. Nhưng mà lục nhắc chứ vừa. Lấy cái khăn giấy đi bọc vô nữa mày. Rất là chuyên nghiệp ha. Ừ. Con giấy bọc vô để dính răng, dính răng. Mấy vua chúa làm vậy. Thấy ghê. Ai vua chúa? Trời ơi, coi phim tạo á, mấy vua chúa làm vậy. Ok mọi người, hôm nay mình sẽ đập heo ha. Cái heo này mình đã để một năm chờ rồi nhưng mà nhưng mà ngáy một năm chó sang thôi nhưng mà cứ một hai tháng à rồi ngưng tới giờ luôn. Con heo rất là bự nha mọi người. Người nhện. Rất là bự, người nhện. Nhưng mà không có để được bao lâu hết, không biết ra trong đây vô tiền, đoán thử coi vô tiền. Đó ta nghi là một tháng là được một ngày chắc được 15 triệu à. 15 triệu hả? Chắc con cũng nghĩ nhiêu đó quá. Bây giờ mình đập thử ha. Nếu mà dưới 10 triệu thì má không được đồng nào hết. Còn nếu mà trên 10 triệu thì cho má nha. Thằng lấy số lẻ à. Để đập thử, lấy cái này đập thử. Đi siêu thị, ghi Amon đi. Có tiền 2.000 với 1.000 không mà má. Đây. Bể uổng á mày. Bởi vì nó có cái nút lấy ra. Để có tiền đây là có tiền Thái Lan. Tiền bể uổng heo tiền Thái Lan là tiền Việt Nam mình lum hết nè, tiền Singapore nữa, tiền ba lần đi chơi vậy mà. Mà như tiền không có đổi hết cái bỏ vô đây. Ơi, đó. Nè Thái Lan 200. À 500. Tiền Thái, tiền bạc Thái, tiền ngàn. Singapore. 500 được, 500 sử đồ Thái rồi vậy. Ngàn nữa ý được. Có tiền đô nữa nè. Có ngàn nữa nè. Có tiền đô nữa rồi có cái này là trong chùa cho phước cái này là cầm phước đi. Cái phước được quan trọng hơn. Lâm tiền đi. Đây Singapore nữa nè. Cái này kiếm Việt Nam không? Nơi Phật đã. Có mấy đồng xu nữa nè má. 2.000 sao ai bỏ 2.000 vô ta? Ai bỏ 2.000 mấy ghế vậy? Ta lấy tiền Thái Lan. Đây có một đợt bỏ 500.000 gì lắm nè đó. Đếm tiền Thái Lan nhưng mà không. Nhưng mà tiền lại lẻ không à. 20. 1.000 bạc được 700.000 á nha. Ừ. Còn đây là mấy tiền 2 đô, tiền 2 đô này hồi lâu hay sao á nè, 2 đô hồi xưa. Ê, có 100 đô nữa. 100 đô nữa. 100 đô nữa nè. Hồi đó là có ship 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 100 đô, 1 đồng, 2 đồng á. Ship ship tôi đưa mày đâu mất hết rồi. Ê, có 1 tờ 100 đô nữa nè nha, 2 tờ. Tự nhiên này là bữa đi đổi đi chơi. 2 đô mày. Đổi đi chơi xong rồi cái là bỏ vô lại. 2.000 nữa nè má. 1.000 bạc là 700.000 nữa nha. Đó, 100 nữa. Là tiếp chung là cũng đã được khá ok nha mọi người. Có đồng xu nữa nè. Mấy đồng xu lẻ bạc, bạc cắt nữa nè. 1.000 bạc. Bây giờ mình sẽ đếm thử coi tổng cộng là bao nhiêu tiền nha mọi người. Tiền nước ngoài trước đi. Nói chung là để dành cũng được cái bộ đúng không? Không có đụng. Đi xuất binh rồi. Không có đụng vô tiền xuất này. Xuất binh Thái Lan á. Không có đụng vô tiền này á. Cho nên là nó cũng còn đây đúng không? Chứ mà để ngoài là còn nó hoài hết à. Ngàn à bỏ vô đây được. Ôi, tiền Thái quá trời luôn mày ơi. Nhiều quá lần đi cái hàng á xong rồi để lại không có đổi ra lại. 100 nè. Hơ, xin mời. Con số 10 triệu của má là hơn rồi nè, hơn rồi nè, hơn rồi đó. Ta đã dự đoán 15 rồi. 15 thì đây hơn 15 anh em này 15 rồi đó. Dự đoán 15. Trời ơi. Ngán hả đúng không? Ngàn, hả đúng không? Ngàn quá trời nè. 10 tờ 1 ngày là được 7 triệu cho má biết. Ừ, ngàn cái đóng. Lấy 15 triệu là má là quá coi thường rồi, coi thường con. Trăm đô Mỹ nè. 20. Trăm đô Mỹ, trăm đô Mỹ, trăm đô Mỹ, trăm đô Mỹ, trăm đô Mỹ. Rồi được chưa? Ngon ngon. 2 tờ là 5 triệu rồi đó. 2 tờ là 4 triệu 6 rồi đó. Trời ơi, rành quá. Bữa nay 2 triệu 3. Lẻ 15 ngàn. Ôi, dành tiền nước ngoài quá. Phải mua được chỉ vàng không? Mua vàng nữa. Mua vàng hoài. Mi hồng mua một chỉ vàng rồi. Mệt ghê. 16, 7, 18, 19. Trời ơi, được tháng được 20 nữa rồi. Là vậy là 30, 19 với 12 là 31. Rồi tiền đô nhiêu tiền? Tiền đô 2 triệu 3 tờ. 2 triệu 3 mà được 2 tờ đúng không? 4 triệu 6 rồi. 4 triệu 6 rồi. Tiền đô xin bao nhiêu tiền? 1 triệu 6 đi. Không, 1 triệu 6. 31 triệu. 38 triệu 800 ngàn. Gần một cây vàng. Cây vàng 4 mua 3. Sao tính vàng đem vàng ra tính hoài vậy? Vàng ta ngon lời. Rồi bây giờ muốn lấy tiền Việt hay lấy tiền nước ngoài? Thôi nước ngoài không xài được. Nước ngoài đi, xài chó sang. Thôi ai mua, giờ đi chợ thôi ai mua. Được. Rồi ok, bây giờ vậy 38 triệu con mắt thì chia đôi nha. Con 120 triệu.
Nhiều dữ hả? Được không? Cho nhiều nhiều hả? Lấy không? Bà cũng lấy đúng không? Trời vậy ngon, ta sắm vàng. Em vàng ngoài vậy? Tao mua cái chiếc vòng 2 chỉ. Rồi tổng có số tiền chị gái nhận được đó là tiền Việt Nam, Mỹ Kim và Singapore Kim. Gì Singapore cũng đổi mà. Vậy mình để dành Singapore đấy. Thôi, Singapore đâu, thì Singapore đâu mấy gì. Không, Singapore chán lắm. Thái hả? Ừ. Vậy đưa cho Singapore. Đó, đưa tiền đô với tiền Việt Nam, các nước quốc tế luôn nha mọi người. Rồi ok, bây giờ yêu cầu má là mua con heo mới. Nhưng mà mua con heo nhỏ thôi. Heo này đập ủng. Mua bự quá để không có đầy con heo được. Rồi sao cầm tiền ok, thấy vui sướng tết tới chưa? Mà tổng cộng vậy như là tết tới chưa thì 20 triệu đó. Trời ơi. Đêm này còn xài được là giờ ổng lấy bớt nè. Ổng lấy bớt thì cho ổng lấy chứ không ổng cào mặt má đó. Ok, cảm ơn con trai đi. Thank you. Rất là tay luôn. Bye bye mọi người.